Hello mấy chị em, hôm nay mình sẽ review với mấy chị em về cái bộ combo trị nám bên công ty Huỳnh Đỗ nha. Cái này á, là mình sử dụng là serum trước, mình xức một lớp serum, xong rồi sau đó mình sẽ xức một lớp kem. Serum này có công dụng là giữ ẩm da và căng bóng da. Còn kem này là đặc trị nám, tàn nhang, trắng da. Bây giờ mình sẽ mở hộp kem và serum ra cho mọi người xem nha. Cái chất kem bên trong là cái chất kem đặc, một hộp như vậy là 25 g, mình có thể sử dụng là 2 đến 2 tháng rưỡi, một ngày mình sử dụng 2 lần sáng và tối. Cái chai serum là nó như vậy nha cả nhà. Chị em nào muốn mua hàng thì bình luận bên dưới mình sẽ IP mấy chị nha. Combo trị nám, tàn nhang, trắng da, đều màu da.